Con gì vậy? Con mẹ con gì vậy? Cha thấy nó kêu kêu quá, cho lại cho coi thử á. Con gì? Con bò cánh cứng. Mèo, mèo nó bắt hay gì đó. Là sao cho cái cánh nó cứng? Cánh nó cứng ngắc à. Hai con mèo cha nghe nó kêu nó cha không biết con gì, cha ra tao thấy nè. Gì nó bị té đó. Sợ con này không? Dạ không. Con mèo nó thấy lạ quá gì đó, nó bắt nó chơi đó. Nhưng mà cha nghe nó nghe được khỉ quá vậy. Ủa? Nó kêu đó. Cha nó không nhớ. Nó mà sao nó nhớ nhất này được? À, nó lúc lắc cần cổ nó là nó phát ra tiếng kêu đó. Mày đưa đây. Để cho bắt nó bỏ lên con mèo cho mèo sợ nha. Coi nè, coi cho bắt bỏ lên con mèo nè. Đây đây, để cho bắt cho bỏ lên con mèo coi nó sợ không. Để bỏ lưng mèo. Mèo bị gì vậy? Đó con mèo nó hửi đó nghe. Nữa à, để cho bắt bỏ lưng mèo nữa. Ừ. Ủa sao quá. Để đấy con mèo nó kịp đó. Nè, bắt bỏ lưng mèo nữa. Mèo nói gì vậy trời? Giật mình hết hồn hết vía. Hết hồn hết vía. Rồi, bay tiêu rồi.